Thưa quý vị, trong thời gian vừa qua, tình trạng lạm dụng hóa chất kháng sinh trong nuôi tôm diễn ra ở một số nơi đã làm phá vỡ cân bằng sinh thái, đẩy chi phí sản xuất tăng cao và tạo rào cản trong xuất khẩu tôm ra với thị trường thế giới. Vì vậy, nuôi tôm an toàn sinh học đang là hướng đi bền vững được ngành nông nghiệp khuyến khích triển khai. Với phương châm phòng bệnh hơn chữa bệnh, xu hướng sử dụng chế phẩm vi sinh trong nuôi tôm đang được nhiều hộ dân tại đồng bằng sông Cửu Long áp dụng và mang lại hiệu quả kinh tế cao. Từ đó thì không chỉ giảm chi phí chăn nuôi, tăng năng suất mà chất lượng tôm cũng được nâng cao. Người nông dân không còn lo đầu ra và giá thành cũng ổn định hơn. Tôm phát triển chậm và hay mắc dịch bệnh. Thời tiết diễn biến thất thường. Anh Phạm Minh Hùng tại huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng buộc phải sử dụng thuốc diệt khuẩn ao nuôi để loại bỏ các vi khuẩn gây hại. Nhưng điều đó lại vô tình diệt cả vi khuẩn có lợi, khiến công việc chăm sóc ao nuôi tôm của anh trở nên vô cùng khó khăn. Vấn đề này đã được khắc phục kể từ khi anh Hùng đi theo con đường nuôi tôm an toàn sinh học, sử dụng chế phẩm vi sinh xử lý nước ao nuôi. Mình sử dụng cái sản phẩm này thì tính lại mình như vậy là cái giá thành nó thấp, mà nó tốt, an toàn cho mình nuôi thì nó lợi nhuận mình nó thấy hiệu quả rồi thì mình đeo thì của bà con cũng vòng vòng đây cũng số người ta cũng đeo theo, người ta cũng xài vậy đó. Giờ thị trường người ta cũng ưa chuộng. Chế phẩm vi sinh giúp làm sạch nước, cải thiện hệ tiêu hóa của tôm, tiết ra các hợp chất chống lại vi khuẩn gây bệnh, giúp tôm lớn nhanh, khỏe mạnh, mang về cho anh Hùng lợi nhuận 200 triệu đồng một vụ. Đây cũng chính là bí quyết nuôi tôm thành công của anh Lê Văn Vui ở Đông Hải, Bạc Liêu. Từ cuối năm 2018, anh Vui tiến hành xây dựng hệ thống ao nuôi công nghệ cao khép kín. Khu ao nuôi được trải bạt, việc kiểm soát môi trường nước bằng chế phẩm vi sinh được thực hiện nghiêm ngặt hơn. Hiệu quả thu lại đã có sự khác biệt rõ rệt so với trước. Hồi xưa mình nuôi ngoài ao đất thì mình quản lý môi trường không được. Nhưng mà vô đây mình nuôi rồi, cái diện tích mình nó thu hẹp lại, nó nhỏ. Với hơn nữa là mình có lót bạc, là tất nhiên cái chất vi sinh nó không có thẩm thấu được. Tôi đầu tư vụ rồi là cũng như mình đạt 100%. Nhưng mà với cái giá tôm nó rẻ nhưng mà người nuôi vẫn có lời. Khi môi trường nước được xử lý sạch, anh Vui có thể tăng năng suất từ 40 đến 50 tấn một hecta. Tôm khỏe mạnh, giá thành cao, được khách hàng ưa chuộng. Với việc không sử dụng thuốc kháng sinh hay thuốc diệt khuẩn, anh Vui chỉ phòng bệnh cho tôm bằng thuốc thảo dược, giảm được chi phí, tăng lợi nhuận nuôi trồng. Thường thường ông bà mình nói phòng bệnh hơn trị bệnh, nó như con người. Mình phải phòng bệnh hơn trị bệnh. Đó, mà mình sử dụng cái vi sinh này là nay là 62 ngày, màu nước vẫn ổn định. Hiện anh Vui đang có hai ao nuôi tôm với năng suất mỗi vụ gần 50 tấn, mang về cho anh lợi nhuận hàng tỷ đồng mỗi năm. Nhưng điều quan trọng nhất mà anh tâm đắc, đó là nuôi tôm an toàn, bảo vệ sức khỏe người sản xuất, người tiêu dùng và bảo vệ môi trường, hướng tới phát triển bền vững. Thưa quý vị, mới đây tại siêu thị Big C Đà Lạt, quảng trường Lâm Viên, thành phố Đà Lạt của tỉnh Lâm Đồng, Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển Nông thôn và Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng tổ chức khai mạc phiên chợ Tuần Nông sản An toàn Thực phẩm năm 2020. Tuần Nông sản An toàn Thực phẩm năm nay có sự tham gia của hơn 30 gian hàng của các doanh nghiệp, hợp tác xã đạt chứng nhận OCOP, các tiêu chuẩn sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và các nông sản đặc sản đến từ các vùng miền, địa phương ở trong cả nước. Phiên chợ lần này được kỳ vọng sẽ kết nối cung cầu theo chuỗi giá trị nông sản giữa các địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã với siêu thị, cửa hàng thực phẩm, hệ thống bán lẻ hiện đại tại các thành phố lớn trong cả nước, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã phát triển sản xuất kinh doanh hướng nhiều hơn vào thị trường trong nước với phương châm vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam và hàng Việt Nam chinh phục người tiêu dùng Việt Nam. Phiên chợ Tuần Nông sản An toàn Thực phẩm sẽ kéo dài đến hết ngày 15 tháng 11. Thưa quý vị, từ đầu năm đến nay, dịch tả lợn châu Phi vẫn phát sinh ở các địa phương trên cả nước. Tuy nhiên, thì từ đầu tháng 11 cho đến nay, một số địa phương bùng phát mạnh dịch tả lợn châu Phi. Điển hình là một số tỉnh phía Bắc như là Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hòa Bình. Ổ dịch xuất hiện chủ yếu rơi vào các nông hộ chăn nuôi nhỏ lẻ không đảm bảo điều kiện chăn nuôi an toàn sinh học. Virus dịch tả lợn châu Phi có sức đề kháng cao, lưu hành rộng trong quần thể, môi trường tại các ổ dịch cũ. Hiện nay thời tiết diễn biến phức tạp, mưa lũ trên diện rộng rất dễ lây lan dịch bệnh. Trong khi bệnh chưa có vaccine, đường truyền lây phức tạp, khó kiểm soát. Ghi nhận của nhóm phóng viên VTC16 tại thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên. 3 ngày trước, anh Kiên vẫn còn bận rộn chăn nuôi đàn lợn thịt để xuất bán vào Tết.
nhưng hôm nay khu chuồng đã trống, chỉ còn lại anh Kiên với số tiền đầu tư lên tới 100 triệu đồng đã đi theo đàn lợn bị tiêu hủy vì dịch tả lợn châu Phi. Nói chung là bây giờ trường hợp nó xảy ra như thế thì đối với người dân chúng tôi, ví dụ như là những cái đàn lợn này của tôi là dự kiến là mình chăn từ nay đến độ Tết là mình được xuất lứa bán. Nhưng mà nó xảy ra như thế thì bệnh như thế là dân chúng tôi cũng rất chi là thương xót, bởi vì là mình chăm sóc chăn nuôi nó mà nó lại xảy ra như thế là dân chúng tôi cũng rất chi là thương tiếc, và vừa thương tiếc lại thiệt hại đến kinh tế của gia đình. Cũng đã phát hiện ra là có lợn là bị hỏng, là cũng đã đề phòng, cũng vẫn cứ thường xuyên là vệ sinh chuồng trại và phòng giống, thế nhưng mà cũng không hiểu lý do gì mà nó lại dịch bệnh, nó lại ấy, thì cái này chúng tôi cũng không thể lường trước được. Bởi vì là nó không biết là nó lây qua đường không khí hay là về cái vấn đề gì đó thì chúng tôi cũng chưa nắm được. Bởi vì là cứ thấy là chứ còn thì về Nhật ấy là chúng tôi đã khử chuồng trại rồi thì vệ sinh rồi thì là giữ an toàn cho lợn rất tốt, nhưng mà nó vẫn xảy ra đấy. Anh Kiên là một hộ chăn nuôi nhỏ lẻ ở xã Đông Cao có mức độ thiệt hại nghiêm trọng nhất trong 17 hộ có lợn nhiễm dịch tả châu Phi. Theo thống kê của chính quyền địa phương, thì xã Đông Cao hiện có 550 hộ chăn nuôi, trong đó có 17 hộ tái nhiễm dịch. Tổng số đàn lợn đem đi tiêu hủy gần 100 con trên tổng số 8.000 con lợn hiện đang nuôi tại địa phương. Đối với hai đợt dịch ấy, thì đối với năm 2019 ấy, thì Đông Cao cũng thiệt hại tương đối nặng, cũng nhiều. Thế nhưng mà nó chậm hơn là so với đợt này. Đợt này thì đối với khi đã xảy ra bệnh dịch cái là liên tục là các hộ tự báo là có từ cái hôm ngày 6 đến ngày là có 17 hộ đã phải tiêu hủy. Tôi cho là mà đã dính đến hộ nào gần như là xóa đàn của hộ đó. Chính vì thế là tôi thấy là này đi làm nhanh hơn và mức độ thiệt hại nặng hơn vì giá cũng cao. Do vậy là thiệt hại của bà con nặng hơn. Tức là trong quá trình phòng chống dịch bệnh thì chúng tôi thấy rằng là thứ nhất là đến thời điểm này là chúng tôi các hộ mà có dịch bệnh thì cơ bản là ở quy mô nhỏ, chăn nuôi khoảng một vài con lợn tại hộ gia đình. Thứ hai là chúng tôi bằng biện pháp kỹ thuật là chỉ tiêu hủy những con lợn ốm nặng và chết, còn những con lợn khác là chúng tôi tiếp tục bồi dưỡng để chăm sóc an toàn sinh học để đàn lợn đó sẽ đảm bảo được. Thế về dự báo là mức độ ảnh hưởng thì đợt này chúng tôi thấy là chắc chắn là trong thời gian tới để phục vụ cho Tết Nguyên đán thì với cái quy mô nhỏ như này thì cơ bản là sẽ không ảnh hưởng gì đến cái việc tiêu thụ sản phẩm ở trên địa bàn, bởi vì các trang trại lớn, các gia trại lớn thì họ vẫn đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật, đúng công tác phòng chống dịch bệnh. Hiện nay giá lợn giống đang ở mức rất cao, hơn 3 triệu đồng một con lợn giống. Vì thế anh Kiên, anh Sáng cũng như nhiều nông hộ khác ở Đông Cao đành ngậm ngùi vì không còn đủ sức tái đàn. Nếu đây là một cái hướng, nếu mà gia đình mà chúng tôi cũng muốn là xong, nếu mà nó ổn thỏa và cái dịch bệnh mà nó được ổn định mà nó không tái phát lấy nữa thì là gia đình chúng tôi cũng muốn là quy mô xây lại để khôi phục lại hay là chuồng trại và để cũng lại tiếp tục đi vào chăn nuôi. Cũng chưa biết đến bao giờ, lại là cũng sau lại khôi phục con gà nữa thôi, chứ còn mình chăn lợn không dám chăn, bởi vì bây giờ mà chăn vào không may nó bị lại thì là thiệt thòi, đã thiệt thòi lại càng thiệt thòi thêm. Chỉ còn vài tháng nữa là tới Tết Nguyên đán, anh Kiên đang nỗ lực thực hiện các công tác phòng chống dịch, rắc vôi, khử khuẩn, giữ lại 8 con lợn may mắn không nhiễm dịch để gỡ gạc sau những mất mát vừa qua. Tính cho tới thời điểm hiện tại thì cả nước xảy ra 1.321 ổ dịch, trong đó có 458 ổ dịch xảy ra từ cuối năm 2019 và kéo dài sang năm 2020. 27 ổ dịch phát sinh mới và 836 ổ dịch tái phát tại 300 huyện thuộc 50 tỉnh, thành phố. Tổng số lợn tiêu hủy là 73.615 con, tổng trọng lượng khoảng 3.680 tấn. Thưa quý vị, sau đợt mưa lũ lịch sử vừa qua thì đã có hàng ngàn chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm của người dân bị ngập lụt. Và sau khi nước lũ rút thì tại một số khu vực thuộc huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh đã xuất hiện dịch tả lợn châu Phi khiến cho nhiều con lợn bị ốm chết. Và hiện chính quyền địa phương thì đang khẩn trương gấp rút ngăn chặn dịch bệnh lây lan trên diện rộng. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Đây là trang trại nuôi lợn của gia đình hộ ông Hoàng Kim Dũng tại thôn 3, xã Nam Phúc Thăng, huyện Cẩm Xuyên. Từ ngày 3 tháng 11, đàn lợn hơn 100 con tại trang trại này có dấu hiệu bị ốm. Sau khi lấy mẫu xét nghiệm, kết quả cho thấy đàn lợn của ông Dũng dương tính với dịch tả lợn châu Phi. Sau khi có kết quả thì sáng ngày 9, Ủy ban xã đã tổ chức họp ban chỉ đạo phòng chống dịch và thành lập 3 tổ công tác. Tổ thứ nhất là tổ tuyên truyền để thông báo tuyên truyền cho bà con cách phòng chống dịch. Tổ thứ hai là tổ kiểm soát dịch bệnh, giao cho công an thường trực của xã. Tổ thứ ba là tổ tiêu hủy. Mặc dù đã có nhiều biện pháp để ngăn chặn lây lan, nhưng bên cạnh chính quyền thì chính người dân cũng không được lơ là, chủ quan. Đặc biệt không chỉ có dịch tả lợn châu Phi, người dân cần chủ động phòng tránh các căn bệnh khác có thể lây lan sang đàn gia cầm. Thưa quý vị, tháng 2 năm 2019 thì bệnh dịch tả lợn châu Phi đã lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam. Và tính tới tháng 9 năm 2019, bệnh dịch tả lợn châu Phi đã bùng phát, lan rộng ra toàn bộ 63 tỉnh thành của nước ta. Dịch tả lợn châu Phi đã gây thiệt hại chưa từng thấy trong lịch sử ngành chăn nuôi. Người chăn nuôi lâm vào cảnh trắng tay, nợ nần vì dịch tả lợn châu Phi càn quét qua. Ngành chăn nuôi đối mặt với nguồn cung thịt lợn bị sụt giảm nghiêm trọng. Nguồn giống thì trở nên khan hiếm. Xin mời quý vị và bà con cùng nhìn lại những thiệt hại nghiêm trọng mà dịch tả lợn châu Phi gây ra vào năm 2019 qua phóng sự ngắn ngay sau đây. Năm 2019, 6 triệu con lợn trọng lượng xấp xỉ 400.000 tấn thịt bị chết và bị tiêu hủy do nhiễm dịch tả lợn châu Phi. Số lượng lợn đã tiêu hủy đã chiếm 10% tổng đàn lợn cả nước. Tổng số đàn lợn nái, lợn thịt bị sụt giảm nghiêm trọng do ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi là 50%. Tổng số tiền chi cho việc phòng chống dịch tả lợn châu Phi là trên 12.000 tỷ đồng. Hai ổ dịch đầu tiên xuất hiện tại tỉnh Hưng Yên và Thái Bình là hai vùng chăn nuôi lớn thuộc miền Bắc. Ngày sau đó, dịch tả lợn châu Phi bùng phát mạnh mẽ và lan rộng ra 63 tỉnh thành trên cả nước. Cơn bão dịch tả lợn châu Phi càn quét qua khiến cho nhiều gia đình rơi vào cảnh phá sản, trắng tay, kiệt quệ vì nợ nần. Số tiền thiệt hại của bà con lên tới hàng trăm tỷ đồng. Đây cũng là dịch bệnh buộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phải nhìn lại chiến lược chăn nuôi trong 10 năm tới để có tính toán, tái cơ cấu phù hợp, không để xảy ra tình trạng thiếu thực phẩm, người chăn nuôi điêu đứng vì dịch bệnh xảy ra. Đặc biệt là những hộ chăn nuôi nhỏ lẻ còn chiếm tỷ trọng lớn trong ngành chăn nuôi là nhóm đối tượng phải chịu nhiều tổn thương về kinh tế khi dịch bệnh xảy ra. Và theo ghi nhận của Cục Thú y thì nguy cơ bệnh dịch tả lợn châu Phi tái phát lần này và lây lan diện rộng trong thời gian tới là rất cao, đặc biệt khi mà những tháng cuối năm, việc buôn bán vận chuyển lợn, sản phẩm lợn gia tăng phục vụ nhu cầu cao, trong khi thời tiết thì đang trong giai đoạn chuyển mùa. Thời gian tới thì rét đậm, rét hại gây bất lợi cho sức khỏe đàn vật nuôi và tạo điều kiện thuận lợi cho các loại mầm bệnh có thể gây bùng phát dịch. Tình hình diễn biến dịch tả lợn châu Phi sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật ở những bản tin thời sự tiếp theo. Mời quý vị theo dõi. Thưa quý vị, giá lợn hơi ngày hôm nay 14 tháng 11 đã tăng giảm trong phạm vi hẹp, trong đó thì nhiều tỉnh thành tại khu vực phía Nam giảm từ 1 đến 2 ngàn đồng một kg. Tại khu vực miền Bắc, giá lợn hơi hôm nay điều chỉnh trái chiều từ 1.000 đến 2.000 đồng một kg so với ngày hôm qua. Cụ thể Hưng Yên giảm 1.000 đồng một kg xuống còn 65.000 đồng một kg, Hà Nam, Tuyên Quang lần lượt là 65.000 đồng và 66.000 đồng một kg. Thái Nguyên đang là địa phương có giá lợn hơi cao nhất khu vực, 68.000 đồng một kg. Tại miền Trung Tây Nguyên, giá thu mua lợn hơi giảm từ 1.000 đến 2.000 đồng một kg ở một số tỉnh thành. Quảng Ngãi giảm nhẹ 1.000 đồng một kg xuống 72.000 đồng một kg. Trong khi đó tại Quảng Trị, mức giao dịch lợn hơi chỉ đạt 41.000 đồng một kg, giảm 2.000 đồng một kg so với ngày hôm qua. Các địa phương còn lại dao động trong khoảng 66.000 đến 73.000 đồng một kg. Thị trường lợn hơi miền Nam đồng loạt giảm. Vũng Tàu, Đồng Tháp, Cà Mau hiện đang thu mua trong khoảng 72.000 đồng đến 75.000 đồng một kg, giảm 2.000 đồng một kg. Tương tự, Long An cũng điều chỉnh giảm nhẹ 1.000 đồng một kg xuống còn 75.000 đồng một kg, ngang bằng với An Giang, Vĩnh Long và Cần Thơ. Các tỉnh còn lại giao dịch trong khoảng 72.000 đến 76.000 đồng một kg.